những hệ lụy nếu tuyển Việt Nam không vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026. Nếu tuyển Việt Nam không vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026, đoàn quân áo đỏ sẽ phải đối diện rất nhiều hệ lụy. Vòng loại World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất trong năm 2024 của bóng đá Việt Nam. Đáng tiếc, dòng bàn thi đấu không tốt và nguy cơ lớn phải dừng bước ở vòng loại 2. Sau 4/6 lượt đấu, tuyển Việt Nam mới chỉ có 3 điểm, kém Indonesia 4 điểm và kém Iraq tới 9 điểm. Ở hai lượt trận cuối, chúng ta buộc phải thắng cả Iraq, Philippines và hy vọng Indonesia chỉ giành tối đa 1 điểm trước hai đối thủ này để có cơ hội đi tiếp. Lúc này, cơ hội của tuyển Việt Nam là rất thấp và nếu chúng ta sớm dừng bước ở vòng loại 2, rồng vàng sẽ phải đối diện với khá nhiều hệ lụy. Đầu tiên, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đồng thời là vòng loại ASEAN Cup 2027. 18 đội giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup cũng sẽ đoạt suất trực tiếp vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Nếu dừng chân ở vòng loại thứ 2, tuyển Việt Nam sẽ phải cùng 23 đội khác tranh 6 vé bước dự giải châu Á vào 2027. Một hệ lụy khác với đội tuyển Việt Nam là mất ưu thế khi bốc thăm các giải đấu lớn trong những năm tới. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam 5 năm liền trong top 100 thế giới, nhờ đó được lọt nhóm hạt giống thứ 2 khi bốc thăm vòng loại World Cup 2026 và nhóm 3 vòng chung kết ASEAN Cup 2023, qua đó tránh được nhiều đối thủ mạnh. Nhưng tới đây, thứ hạng FIFA thấp sẽ là bất lợi với tuyển Việt Nam ở các lễ bốc thăm ở các giải đấu quốc tế trong thời gian tới. Xây dựng lại tuyển Việt Nam. Qua một năm được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Pháp Philippe Troussier, tuyển Việt Nam đã thất bại khi áp dụng triết lý bóng đá của chiến lược gia này và đánh mất vị thế anh cả bóng đá khu vực Đông Nam Á. Giờ là thời điểm để xây dựng lại đội tuyển Việt Nam và lấy lại vị thế. Hướng đến mục tiêu tham dự World Cup 2026, huấn luyện viên Troussier muốn bóng đá Việt Nam thay đổi tư duy thi đấu. Đó là chuyển từ lối chơi phòng ngự phản công sang chủ động kiểm soát bóng và tấn công, một phương pháp được coi là hiện đại và tiên tiến trong thế giới bóng đá. Tuy nhiên, triết lý bóng đá của ông chưa phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Một triết lý có thể phù hợp với một đội nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực. Cùng với đó là việc trẻ hóa lực lượng nòng cốt của đội tuyển Việt Nam của chiến lược gia người Pháp. Tuy nhiên, cách dùng người và áp dụng đấu pháp chiến thuật thiếu hợp lý của huấn luyện viên Troussier là nguyên nhân chính khiến thành tích thi đấu của tuyển Việt Nam yếu kém. Trong sự nghiệp huấn luyện viên, ông Troussier từng tạo ra một thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá Nhật Bản. Nhưng ở Việt Nam, cách bố trí người, sắp xếp đội hình của huấn luyện viên này rất thiếu hợp lý, khiến mối liên kết giữa các tuyến trở nên rời rạc. Bên cạnh đó, việc quá tin dùng những cầu thủ trẻ, thay vì sử dụng các cựu binh dày dặn kinh nghiệm, cũng là nguyên nhân khiến ông Troussier nhận thất bại khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Đoàn quân của ông Troussier không những công kém, mà còn thủ yếu. Ở những trận đấu vừa qua, cầu thủ Việt Nam dường như bị áp lực và không có tinh thần tốt nhất trước khi ra sân. Thiếu tự tin đã khiến toàn đội đánh mất bản sắc thi đấu ngoan cường vốn có của mình. Cuộc chia tay với huấn luyện viên Troussier xem như kết thúc một chiến dịch thất bại của bóng đá Việt Nam. Giờ là lúc những người làm bóng đá Việt Nam hướng đến việc chọn một vị thuyền trưởng mới, qua đó sớm ổn định đội tuyển và mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Nam U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 diễn ra ở Qatar trong tháng 4 tới. Trước đây, huấn luyện viên Troussier kiêm nhiệm cả đội tuyển quốc gia và đội U23 quốc gia. Sau khi huấn luyện viên Troussier chấm dứt hợp đồng với VFF, vị trí huấn luyện viên trưởng của hai đội tuyển này bị bỏ trống. Ông Tuấn là huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển trẻ như U19, U20, U23 thi đấu quốc tế. Nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam hiện tại cũng từng là học trò của chiến lược gia này. Ông ký hợp đồng với VFF, phụ trách công tác tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển trẻ quốc gia từ năm 2022 đến nay. Huấn luyện viên này đã dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Tại Uzbekistan vào tháng 5 năm 2023, ông đã dẫn dắt U23 Việt Nam xuất sắc lần thứ 2 đoạt ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á, khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia trong trận chung kết hồi tháng 8 năm 2023 tại Thái Lan. Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng là người đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi cùng đội tuyển U19 Việt Nam lọt vào top 4 tại giải U19 châu Á 2016 để sóng vai cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Saudi, trở thành 4 đại diện xuất sắc của châu Á đoạt vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017. Ông cũng là người có khả năng ngoại ngữ tốt, lại đang có bằng Pro FIFA. Theo lãnh đạo VFF, việc tìm huấn luyện viên vừa giỏi vừa phù hợp với bóng đá Việt Nam không hề dễ dàng. Việc tìm người thay thế huấn luyện viên Troussier không thiên về huấn luyện viên châu Âu hay châu Á, mà điều quan trọng nhất là ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí được VFF đặt ra.
Việc tìm kiếm một huấn luyện viên không đơn giản nằm ở hào quang quá khứ của các ứng viên mà phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác như hiệu văn hóa, con người Việt Nam, có kinh nghiệm nhất định với bóng đá Việt Nam và khu vực, triết lý bóng đá phù hợp với thực tiễn năng lực của các cầu thủ Việt Nam, và tiếp đó là có mức lương hợp lý. Sau khi chia tay huấn luyện viên Trossier, VFF phải tìm người thay thế vào vị trí đang bị bỏ trống. Hiện tại, nhiều ứng viên đã được điểm tên như huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Velia Popov, Thanh Hóa, Kia Tisak, Công an Hà Nội và đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong trường hợp nếu không tìm được huấn luyện viên ở thời điểm này thì sẽ có phương án huấn luyện viên tạm quyền. Giống như năm 2017, vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia từng được giao cho huấn luyện viên Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia sẽ được xem xét, đánh giá dựa trên tiêu chí về uy tín, về trình độ chuyên môn và điều quan trọng nữa là phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. Có thể nói, trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam, bất cứ ai nhận lời dẫn dắt đội tuyển cũng là một sự mạo hiểm. Đội tuyển quốc gia giờ đây rất cần thời gian để thích nghi và phát triển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới. Người hâm mộ cũng hy vọng đội tuyển quốc gia sẽ nhanh chóng đứng dậy, hồi phục tinh thần và tìm ra những giải pháp cần thiết để cải thiện hiệu suất thi đấu trong tương lai. Đội tuyển Việt Nam tụt hạng nhiều nhất thế giới. Với việc tụt tới 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam sa sút nhất thế giới trong tháng 3 năm 2024. Ở chiều ngược lại, Indonesia thăng tiến mạnh mẽ nhất. Theo tính toán của Football Ranking, đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 30 điểm sau 2 trận thua trước Indonesia. Điều đó khiến cho rồng vàng bị tụt 10 bậc, từ vị trí thứ 105 xuống thứ 115 thế giới. Đây là thứ hạng thấp nhất của đội bóng kể từ năm 2017. Điều đó biến đội tuyển Việt Nam trở thành đội bóng sa sút nhất thế giới trong tháng 3 năm 2024. Đứng thứ hai là Ấn Độ. Đội bóng này gây thất vọng lớn khi hòa 1, thua 1 trước đội bóng yếu nhất bảng là Afghanistan. Do đó, đội bóng ở đất nước tỷ dân đã bị trừ 19,2 điểm và tụt 4 bậc, xuống thứ 121 thế giới. Đài Bắc Trung Hoa bị trừ 16,6 điểm và tụt 6 bậc, xuống thứ 159 thế giới. Họ xếp thứ 3 trong danh sách những đội bóng sa sút nhất trong tháng 3. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Malaysia trừ 14 điểm, tụt 4 bậc, Puerto Rico trừ 12,4 điểm, tụt 4 bậc, Israel trừ 12 điểm, tụt 3 bậc. Ở chiều ngược lại, Indonesia là đội bóng thăng tiến mạnh mẽ nhất trong tháng 3, họ tăng 30 điểm sau 2 chiến thắng liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam. Điều đó giúp đội bóng xứ vạn đảo tăng 8 bậc, lên xếp thứ 134 thế giới. Georgia sau chiến thắng giành vé dự Euro 2024 đã được cộng 21,3 điểm và tăng 2 bậc, lên xếp thứ 75 thế giới. Họ là đội bóng xếp thứ 2 trong bảng danh sách thăng tiến. Các vị trí tiếp theo là Mỹ, cộng 19,4 điểm, tăng 2 bậc, Afghanistan cộng 19,2 điểm, tăng 7 bậc, Kyrgyzstan cộng 16,6 điểm, tăng 4 bậc. Từ nay tới tháng 6, đội tuyển Việt Nam không có trận đấu nào ở cấp độ quốc tế. Nhiều khả năng thứ hạng của chúng ta không thay đổi. Rồng vàng còn 2 trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với Philippines và Iraq vào tháng 6. Chúng ta sẽ bước vào hai trận đấu này với mục tiêu giành chiến thắng để hy vọng lách qua khe cửa hẹp trong cuộc đua tranh vị trí thứ hai với Indonesia. Đội tuyển Việt Nam đang kém Indonesia 4 điểm.